trong ơn. Vẫn cháy, chưa lần nào dập tắt. Kiếm cho mình những vần hay trong khi áp lực vẫn đè xuống ngập mặt. Là lúc được kể lại một câu chuyện hoặc tham gia một show diễn. Có đoạn buồn, có khúc vui, và chính tao là khán giả đầu tiên. Bằng cách này hay là bằng cách khác, cảm xúc chỉ được thể hiện qua cách rap. Mười đời giàu luôn về ba lời trách móc, nhưng vì tiền của ta họ luôn tìm cách móc. Những vấn đề tưởng chừng sẽ suôn sẻ thì nó vẫn luôn thế. Muôn màu và muôn vẻ che đi đôi mắt để không thấy đường về. Vậy nên ta tận hưởng từng giây phút, cảm nhận mình sống khi còn cầm cây bút. Đâu cần phải mà vẫn có thể giải tỏa bằng cách viết riêng cho mình những bài ca. Chẳng cầu kỳ và hoa mỹ, chỉnh chu và cao sang, mộc mạc không xa xỉ. Cái chất bình dị là thứ mà tao mang. Mỗi bước đi ghi lại trên thước phim mang tên của đời tao, cùng với một đức tin. Tao viết để biết mình chưa tới giới hạn, biến khó khăn trở nên tối giản. Dẫu ngoài kia đầy rối gian, lòng người dần trở nên thối nát. Ai ai cũng đều đang vội vàng, rồi thứ nhận lại là bội bạc. Don't ask me why, sao chưa chịu dừng lại. Don't ask me why, cần thêm sự từng trải. Don't ask me why, mỗi ngày đều là một câu chuyện hay. Giai điệu ngân nga trên từ con phố, hôm nay thứ bảy đều cần cùng truyền tay. Yeah, don't ask me why, sao chưa chịu dừng lại. Don't ask me why, cần thêm sự từng trải. Don't ask me why, mỗi ngày đều là một câu chuyện hay. Giai điệu ngân nga trên từ con phố, hôm nay thứ bảy đâu cần cùng truyền tay. Yeah. Buồn hỏi tại sao tao bỏ ngang khi tấm bằng chỉ còn cách vài tháng. Ba mẹ thì muốn tao giỏi giang, còn phần tao muốn tự do dài hạn. Không cần ai phải chống lưng, thành công đâu phải bỗng dưng. Những ngày đó tao đâu từng thoải mái buông ra và giai điệu ngẫu hứng nên. Hỏi tại sao có thằng bất hợp pháp, nhưng khi gặp Popo thì lại rất hợp tác. Cause keep it real, it's most so proud. Keep it real, it's most so proud. Yeah, homie luôn đi cùng, dù mọi việc có đến đâu. Lời cho tay ta không dừng, nhưng đâu có nghe là không lưu luyến nhau. Nên tôi hỏi tại sao mà ta hay âu lo, vì bước đi cuộc đời thì cơ may đâu cho. Tao vẫn mong một ngày anh em giàu có, không có ai rời bỏ, vẫn y như thời đó. Vẫn tụ tập tại quán trà đá, vẫn chẳng đến cùng điều vì na. Dù có thằng có trong nhà đã, có thằng giờ này đã đi xa. Thanh xuân trôi qua nhanh, vòn vẹn đôi ba tay. Vậy thì thôi ta đành đổi tên trước lá xanh. Yeah, so all my homie from Naked Love 16 or 7. Don't ask me why, sao chưa chịu dừng lại. Don't ask me why, cần thêm sự từng trải. Don't ask me why, mỗi ngày đều là một câu chuyện hay. Giai điệu ngân nga trên từ con phố, hôm nay thứ bảy đều cần cùng truyền tay. Yeah, don't ask me why, sao chưa chịu dừng lại. Don't ask me why, cần thêm sự từng trải. Don't ask me why, mỗi ngày đều là một câu chuyện hay. Giai điệu ngân nga trên từ con phố, hôm nay thứ bảy đều cần cùng truyền tay. Yeah. Christian.